hoàn hảo. Và kèn nữa. Đi nào. Và bây giờ một ít hóa chất X. 1 lít là đủ phải không? Ừ, có lẽ vậy. Khoa học không phải là điểm mạnh của mình. Thêm một thứ luôn nè. Ai biết được cái gì sẽ hiệu quả chứ? Chuẩn đấy. Chúng ta sẽ tìm ra sau khi trộn. Nó có hoạt động không? Chắc không rồi. Chúng ta nên thử lại lần nữa. Mình đang ở đâu? Thật là ngu ngốc. Nó bẩn quá. Không, vàng sẽ không giúp được mình. Cái này được nè, rất hợp với mùa hè. Đợi tí, là mặt nạ cũng xịn xò luôn. Mình sẽ đặt tờ tiền lên mặt như thế này. Routine chăm da triệu đô đó nhé bà con ơi. Wow, và bây giờ chờ nè. Và chờ. Ok, bất cứ lúc nào. Xong chưa ta? Xong rồi. Để xem nó có hiệu quả không. Ôi không, không ổn rồi. Mình phải cạo nó đi. Đừng thử điều này ở nhà nhá. Cách đó khá hiệu quả phải không? Gặp cậu sau nha. Tóc của mình thế nào? Tốt. Mà mặt của mình. Rồi rồi, để tới lâu. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Hả? Tốt hơn là mình nên kiểm tra. Cái này trông ổn này. Tiền có thể làm mọi thứ. Tiền hả bạn mình? Tớ không có tiền. Nhưng tớ khá tháo vát đấy. Dùng cái này được này. Ôi, không phải mình. Một lớp trang điểm tự nhiên thì thế nào? Mình có rồi này. Ta-da. Cái gì? Con trai không được mặc quần bó hả? Thôi kệ, xử lý quả chuối thôi. Mình cần phải nghiền nát nó ra. Tốt hơn nên chuẩn bị sẵn một cái bát vì nó sẽ rất lộn xộn, đủ thơm để ăn rồi đấy. Nhưng làm đẹp là ưu tiên hàng đầu của mình lúc này. Đỉnh. Ôi, cảm giác thật tuyệt. Đã đến lúc lau sạch nó đi. Nhìn ra phát sáng lên này. Nhờ chuối đó. Mình không có nhu cầu ăn thức ăn thừa. Ôi. Sinh tố. Thử nó trước đi. Kinh quá. Mà kệ đi. Bộ này không ổn lắm. Tiền có thể giải quyết nó ngay lập tức. Chào cô gái. Cô cầu đây. $1,000 và một ống kèo. Đúng như những gì mình đã đặt. Bây giờ hãy may chiếc váy này. Đầu tiên mình sẽ xịt keo vào một tờ tiền. Phải làm trên tất cả các tờ tiền luôn. Để đa dạng hơn, bây giờ mình sẽ đặt tất cả trên váy. Phải làm thế bằng tiền thật sao? Đó là cách duy nhất để làm á. Ý là cậu có thể làm điều này bằng tiền đồ chơi không? Mình không nghĩ vậy. Hả? Chuyện gì đang xảy ra thế? Quản gia. Cô có đây thưa cô. Hãy bỏ đôi giày cũ này đi. Thật lấp lánh. Đỉnh thật đó nhờ. Tốt hơn nhiều rồi. Tạm biệt. Cái gì vậy trời? Giày miễn phí sao? Nhìn slay phết nhỉ. Làm sao để đi bằng giày này thế? Giày cao gót rách rưới gì? Chờ chút. Mình có giày thể thao ở đây. Sao mà nhìn nó tàn tạ thế này? Phải nâng cấp thôi. Lục thùng rác thật kỹ nào. Một lần nữa. Ngon lành. Đó là thứ mình cần. Làm thôi bà con. Mình muốn dùng kim tuyến phủ lên giày. Nghĩa là keo phải được phết ở khắp mọi nơi. Và bây giờ là sự kiện chính. Kim tuyến. Mình ghét những vết bẩn khó chịu rồi. Giờ mình sẽ trở thành một chàng trai sang chảnh. Trông rất tuyệt. Có cái gì đó lọt vào tai mình. Đừng là sâu nha trời ơi. Có phải là dây giày không? Cũng có thể như vậy. Màu vàng rất hợp với màu tím. Thấy sao nào?
Điều này thật tuyệt. Bắt đầu nhìn hợp lý hơn rồi. Oh, ai đó đã để lại đồ giặt này. Mình may quá. Đây rồi. Ngon. Này, trông ổn không? Oh. Ôi, sao lại như vậy chứ? Mình hiểu rồi. Phải học cách thắt dây giày. Hả? Ew, cơ bản quá. Quản gia. Tôi đã rõ ạ. Đây là những bộ nail xịn nhất cho cô đây. Wow. Đây thưa cô. Nhìn những mảnh nhỏ đó kìa. Mình có thể bao bằng kim cương. Nhưng hãy bắt đầu với móng tay. Dính lên tay luôn này. Tại sao không? Tôi rất thích. Lấp la lấp lánh luôn á. Anh nghĩ sao? Quản gia à? Chúng ta đã có thêm một vài. Hy vọng cô không phiền. Không. Đó chính là thứ mình cần. Tóc mình rối quá trời luôn. Vụ này thật vớ vẩn. Lần trước mình kiểm tra thì mình đâu có nhiều tóc vậy đâu. Mình từ bỏ. Mình sẽ phải tìm cách thoát khỏi vụ này. Đã đến lúc đi mua sắm. Hàng tới đây. Nhanh thật nhá. Wow, trông giống y như ảnh luôn. Chà, xinh ơi là xinh nhá. Hoàn thiện vẻ ngoài bằng keo xịt tóc nào. Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh có thích mái tóc của tôi không? Chờ đã. Tuyệt lắm cô chủ ơi. Cuối cùng mình cũng đã hoàn thành. Nhìn mình xinh phết. Ken đang gọi. Đi hẹn hò nha. Mình sẽ gặp cậu ấy. Tạm biệt. Cô nhìn thật tuyệt vời. Chào, cậu ở đâu? Này, coi chừng. Barbie, lên nào. Đợi tí. Đi nào. Barbie, anh yêu em. Ui, Ken. Yêu quá nhỉ. Lại gần hơn đi. Hả? Barbie, gì thế này? Ken. Chào em. Mình xấu quá. Chị sẽ chăm sóc cưng. Chúa tôi. Anh ấy sẽ không yêu mình nữa. Chị sẽ tắm rửa cho cưng. Mong bồn tắm này sẽ giúp cưng thư giãn. Sao anh ấy lại bỏ chúng ta? Cẩn thận, cưng không nên nói. Cưng sẽ trông xinh đẹp. Đã đến lúc xem khuôn mặt mới của cưng. Trông em thế nào? Đẹp lắm, thư giãn đi. Trân châu nở nè. Thư giãn đi Barbie. Ôi, em cảm nhận được. Ta thấy màu sắc nữa. Giờ kỳ cọ cho cưng nhé. Oh yeah. Dễ thương quá. Xong rồi. Mùi gì kinh vậy? Chắc chắn không phải mình. Mình sao? Mình bốc mùi quá. Đừng lo, em sẽ giúp chị. Khử mùi sao? Cảm ơn. Dùng hết đi. Mùi kỳ quá. Yeah, như thuốc xịt con trùng vậy. Đợi đã. Mình không thở được. Thật ra cũng ổn mà. Sao chứ? Đúng là con gái. Ôi, cưng ơi. Tóc của cưng. Ow, ow. Ôi. Cưng cần chăm sóc tóc đấy. Ngay bây giờ. Bắt đầu nào. Dấu xả này mượt quá. Xoa theo vòng tròn. Đau quá. Không lâu đâu. Thấy không? Đẹp và mềm. Dễ chảy nữa. Mùi thơm quá. Mình phải cắt xíu tóc. Và mình biết phải làm gì. Mình sẽ mượn cái này.
trai bẩn quá. Gì vậy? Nó đâu rồi? Mình nhớ là để nó ở đây mà. Hả? À, có lẽ mình quên. Woohoo! Cưng sẽ trông rất xanh điệu đây. Ôi, đừng cắt quá nhiều là được. Đừng lo, vài đường cắt nữa là xong thôi. Ôi, hồi hộp ghê. Đừng cử động nhé, đây là bước quan trọng. Không quá dài, không quá ngắn. Lần cắt cuối. Wow, mượt và đẹp quá. Thật chứ, một đôi hoa tai sẽ đẹp lắm đây. Ôi, trông mình thật lộng lẫy. Và ý tưởng của mình quá hay. Tóc highlight là thời trang lắm đấy. Và fuchsia là đẹp nhất. Chắc không vậy. Ôi, hãy tin chị. Cuộc sống mới, bản thân mới. Wow, thích quá. Cho em xem. Ôi, lẽ ra em phải đẹp chứ. Thử gương này đi. Trông đẹp hơn đấy. Tất nhiên rồi, cưng xinh đẹp lắm. Ôi, cái gì đây? Lông vùng nách. Chúng ta phải wax thôi. Và mình biết phải làm gì. Mình biết cái này rồi sẽ có tác dụng mà. Tuyệt của mèo. À hả? Có đau không? Làm đẹp phải đau chứ. Dễ nhiên bánh. Cho kẹo cao su của mình. Wow, cảm thấy như mình là một con búp bê hoàn toàn mới. Cái đó để làm gì vậy? Chỉ là một món ăn vặt thôi. Ngon ngon. Chị làm vậy để có chiếc váy cho kênh đấy. Trông mình như viên sô-cô-la khổng lồ vậy. Dễ thương ghê. Có gì đó sai sai. Được rồi, chị sẽ tìm cho cưng chiếc váy đẹp hơn. Tiếng gì vậy? Justin đang làm gì thế nhỉ? Biết rồi nhé. Trà ngon quá Jessica. Sao cậu không thử nhỉ? Được chứ. Em đang làm gì ở đó vậy? Thôi chết, này mày. Em đang chơi với búp bê người lính, chị muốn gì? Nếu em đang chơi búp bê người lính thì không cần tủ quần áo Barbie nhỉ? Nên chị sẽ lấy nó. Gặp em sau. Chúng ta mất quần áo rồi Jessica. Chị nghĩ em không cần nó. Tôi không khóc, cậu mới khóc. Ôi, nhiều quần áo quá. Justin chăm sóc chúng kỹ thật. Và đây là chiếc váy hoàn hảo. Ôi, đẹp quá. Em thích phong cách mới này. Ồ, giờ mang giày nhé. Sao vậy? Nó quá nhỏ. Chị sẽ làm cho em một đôi. Mình đã xem một video DIY đơn giản. Chỉ cần súng bắn keo. Mình sẽ thiết kế ra đôi giày đẹp nhất. Chị đang đút chân em đấy. Đừng nghĩ đuối thế. Làm đẹp phải đau mà. Bây giờ sơn lên thôi. Sơn móng tay là phù hợp nhất. Bốt màu hồng. Thêm mấy trái tim màu xanh nữa. Dễ thương quá. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. But even with nothing on, bet I made you look. Tu 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 para pam pa pa pum. Jessica muốn lấy lại tủ quần áo. Đừng lo Jess, anh sẽ lấy lại cho cưng. Cái gì vậy? Justin, em đang làm gì thế? Em đang chơi búp bê người lính. Hẳn rồi. Được rồi, thử đôi giày mới nhé Barbie. I can have my Gucci on. I can have my Louis Vuitton. Thấy sao? Thích quá. Nhưng chân em vẫn đang nóng nè. Móng tay. Đừng dùng keo nóng nữa nhé. Bút 3D là những gì chúng ta cần. Đừng cử động. Nếu chỉ là bước này quan trọng. Lại dùng keo nóng. Không phải chứ. Xong rồi.
Chúa ơi! Cái gì đây? Chưa xong đâu. Móng tay ngắn đang là xu hướng đấy. Cảm ơn Chúa. Bước cuối cùng. Móng tay đẹp quá à. Mình mê màu hồng. Ý tưởng hay đấy chị. Đấy anh bạn, không phải chứ. Tôi có một bộ móng rất đẹp. Được rồi, giờ tới lượt cậu. Go! Tham gia bữa tiệc hay ho ở hồ bơi nhé. Chào. Cô cần bikini để vào khu vực hồ bơi. Chỉ có đồ bơi mới được phép vào. Ôi trời, cưng nghe thấy cô ta nói không? Chị sẽ làm cho cưng một bộ và khiến cô ta hối hận. Cái này được nè. Chỉ cần cắt cho đúng. Phần dưới xong rồi. Giờ là một cái áo thật đẹp nhé. Mình thích màu xanh kết hợp với màu hồng. Video YouTube DIY là đỉnh nhất. Cưng sẽ trông rất danh điệu đấy. Còn mình sau này sẽ là nhà thiết kế thời trang giỏi. Sắp xong rồi. Phải đợi một chút. Hy vọng là vừa sai. Xong rồi. Ôi, chị khéo tay quá. Vậy y luôn. Giờ xem cô ta sẽ nói gì nhé. Tôi có bikini rồi. Tôi có thể ở đây rồi chứ. Ôi, bộ bikini của cô đẹp hơn của tôi. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau một ngày dài. Ôi, em nghĩ em cần vào phòng tắm. Chị sẽ làm toilet cho cưng. Sẽ khó hơn đôi giày đấy. Nhưng mình thích làm thủ công. Và nó không phải là khoa học. Chỗ ngồi đã xong. Tạo phong cách và làm cho nó thoải mái nhé. Và xong rồi. Toilet đẹp chứ hả? Cưng đã làm gì vậy? À, chỉ là sô-cô-la thôi mà. Đơn giao hàng cuối cùng. Người giao hàng, chào. Ờ, ngôi nhà búp bê của cô đấy. Nên như vậy. Được rồi. Ôi không, toàn là những miếng nhỏ. Không để mất thời gian nữa. Món đồ thủ công mình thích nhất đây rồi. Lắp ráp là tên thứ hai của mình. Và xoay. Khó mà không chóng mặt. Chất lượng tuyệt vời. Và mình nghĩ vào được rồi đấy. Chà, một số chi tiết. Nội thất quan trọng mà. Ngôi nhà búp bê cần trang trí đẹp nữa. Đúng là một ngôi nhà dễ thương. Búp bê của mình đâu rồi? Thật sao? Không có ở đây. Không có ở đây. Không có. Không có. Barbie. Không có. Có kẹo sẽ ít lo lắng hơn. Cưng đâu rồi? Ôi không. Tìm thấy nó rồi. Chắc tôi ra khỏi đây. Không ai cần thấy điều đó đâu. Em làm gì ở đây vậy? Em đang chơi với búp bê người lính. Để chị cho cưng xem nhà mới nhé. Được ạ. Ôi wow. Đây là tất cả những gì mà búp bê muốn. Chó con. Wow. Tuyệt vời quá. Em bé sẽ cần các bạn mà. Ngôi nhà đẹp ghê. Yeah. Nhưng mình nhớ Ken. Ôi, anh ấy đến rồi. Ôi Miu, anh quay lại với em đây. Ôi, em nhớ anh rất nhiều. Cái này cho em này. Wow. Cái gì vậy? Giày đẹp đấy. Em vỡ ối rồi. Em bé đang ra. Phải làm gì đây? Để đó cho em chị. Đau quá.
Abby, tôi muốn cô phải bình tĩnh. Đã đến lúc đưa em bé ra rồi. Giãn. Phải làm việc khó khăn rồi. Sợ quá. Con tôi đâu? Là bé trai. Nó xinh quá. Mẹ yêu con. Nhưng ai là bố nó? Đừng nhìn tôi. Hôm nay là ngày trọng đại. Phải nhanh mấy đường anh Ken đang đợi mình. Buổi quá này. Hey Bobby. Đẹp trai muốn xỉu. Ai đấy? Em yêu anh Ken, em đồng ý. Thật sao? Trong ngày cưới của mình. Không thể tin nổi Ken phản bội mình như vậy. Gì kìa? Búp bê nè. Về nhà rồi. Eo ơi. Hôi dình lên ý. Vệ sinh sạch sẽ nào. Gắp mấy thứ bẩn ra trước. Sai chỗ rồi nhện ơi. Thấy gớm. Eo ơi. Phải dùng sản phẩm đặc biệt. Chuẩn bị nè. Chị đang làm gì vậy? Chị đang cung cấp dịch vụ toàn thân cho em. Hy vọng em thích một chút bụi tiền. Em sẽ tỏa sáng sau khi được vệ sinh xong. Cọ rửa thôi nào. Nhìn thư giãn quá đi mất. Có khi mình cũng mua một cái để dùng. Gần xong rồi. Ổn lắm đấy. Em dính gì trên mặt kìa. Ngâm bồ nào. Phải ngâm toàn bộ cơ thể mới hiệu quả. Nằm hẳn xuống đây. Vẫn còn hở phần này che lại nào. Tắm bồn nhiều bọt là tuyệt nhất. Wow, sạch rồi nè. Sẽ chuẩn bị xong ngay thôi. Cách này không ổn. Vẫn phải tắm thêm một lần nữa. Cứ tưởng ngâm bồn ra phòng là đã sạch rồi. Nhưng thôi, tắm hai lần cho chắc ăn. May là mình chưa vứt cái này. Giảm tải, tái sử dụng, tái chế, chuẩn chưa nào. Bây giờ hãy làm vách buồng tắm. Dễ thương ha. Chắc là Barbie sẽ thích lắm. Mình chọn riêng cho em ấy mà. Phòng tắm còn cần gì nữa nhỉ? Tất nhiên là đầu vòi hoa sen. Không có sẵn cỡ của Barbie nên chúng ta sẽ phải sáng tạo. Chọc một vài lỗ trên đất sét. Cứ chọc bao nhiêu tùy thích nhé. Nhưng tớ nghĩ chừng này là vừa đủ. Đã nói đến làm thủ công thì không thể thiếu keo nóng. Và giờ bóp. Sau đó lấy ống hút và gắn nó vào đầu vòi sen. Tất nhiên keo nóng phải có màu hồng rồi. Barbie sẽ không chịu bất kỳ màu nào khác. Gắn cho thật chặt vào. Vậy là xong. Wow. Vẫn còn thiếu gì đó. Biết rồi. Ta-da. Rất hợp với vách tường. Barbie sẽ thích cho mà xem. Em đã sẵn sàng đi tắm chưa? Chê lại nào bé ơi. Tắm đi. Không nhìn lén. Cho em ấy chút riêng tư. Tận hưởng nhé. Wow, mắc quá đi mất. Hết giờ. Người em thơm phức. Váy bẩn quá. Nhưng mà đừng lo, chị biết một mẹo. Chơi trò thử đồ nhé. Lúc nào chị cũng muốn làm nhà thiết kế. Barbie sẽ là nàng thơ đầu tiên. Mình muốn tạo ra một chiếc váy hoàn hảo. Cảm thấy mình hết sức chuyên nghiệp. Mong là sẽ vừa người. Thử đồ thôi. Wow, sẵn sàng lên sàn trình diễn. Wow, giống nhau quá nè. Xinh đôi. Hả? Suýt thôi. Em ấy cần băng đôi xinh như của mình. Dùng lớp chai được nè. Nhưng mà không đúng màu. Hơi to nữa. Vừa rồi đấy. Thay đổi màu sắc nào. Hoàn hảo. Nhưng em ấy cần nhà. Mình biết gọi ai rồi. Alo.
Mai à. Vâng em đây. Wow, ngôi nhà trong mơ. Barbie, em có thích không? Chị Mai à, đúng là ngôi nhà trong mơ. Cảm ơn chị nhiều. Hào hức quá đi mất. Woo, lại đây. Lắp ráp chắc là dễ. Chị à. Hả? Bố đi. Bố dựng nhà cho con nhỉ? Ok con yêu. Chuyện nhỏ như con thỏ. Con cảm ơn. Xem nào. Rất dễ phải không ạ? Dễ á? Đây là gì? Bố đi bổ sữa. Cửa hàng đóng rồi. Khoan, bố đi đâu thế hả? Thôi kệ đi. Trên này viết gì? Hiểu rồi. Bắt đầu từ đâu ta? Phần này chắc dễ thôi. Lắp ráp các mảnh. À ha. Xong rồi. Em thấy thế nào? Úi, chị quên mất món quà bất ngờ. Barbie, em đã sẵn sàng đi thăm nhà mới chưa? Đi thôi. Căn nhà này có mọi thứ mà em cần. Em có muốn đi lên lầu không? Wow, chị muốn chill ở đây cả ngày. Tiếp theo là đến phòng ngủ. Chị đã tự thiết kế đấy. Đẹp ha. Ước gì nhà mình cũng đẹp như vậy. Em có thích không? Wow, Maya, ngôi nhà đẹp nhất quả đất. Chuẩn. Con sửa bóng đèn giúp bố được không? Bố không. Mau ra ngoài. Bụng mình còn cao rồi. Em cũng cần ăn đúng không nào? Đi thôi. Món đặc biệt của chị dành cho quý cô vô cùng đặc biệt. Không, đồ ngốc, đây không phải là nến trang trí bàn ăn. Nhưng như thế cũng lãng mạn. Giờ sau này em sẽ đi hẹn hò Barbie. Bây giờ chị sẽ nấu ăn cho em. Đây là công thức gia truyền của nhà chị. Trong thực đơn tối nay, trứng. Dễ thế nhỉ? Chị đang làm món trứng tí hơn cho Barbie. Và bước cuối cùng, lòng đỏ. Rất vui phải không? Xong rồi, mời dùng bữa. Thơm quá. Bon appétit. Ngon ngon. Món ăn thơm ngon hảo hạng. Em có muốn đi dạo không? Thôi thôi, em no căng rún. Không sao cả, để chị lo. Barbie cần phải tập thể dục nên mình sẽ làm một chiếc xe đạp. Chắc chẳng có ai bán xe đạp cho búp bê nên đành phải tự làm thôi. Mình cần làm yên sau. Dùng cái này được nè. Bỏng ngô thì để lát ăn. Mong rằng Barbie không ngại ngửi mùi bỏng ngô. Riêng mình thì rất thích mùi này. Mình sẽ dùng CD cũ làm bánh nè. Nghe nói ngày xưa mọi người dùng đĩa CD để nghe nhạc. Nhưng mà loa đâu nhỉ? Ôi chà, thành bánh xe rồi. Lên đường thôi. Úi, vui quá đi mất. Hả? Ôi Ken. Hả? Ai kia? Wow, em ấy thật xinh đẹp. Ken, đây là bạn gái mới của em. Hi, chơi cùng nhé. Búp bê dễ thương quá. Hi Ken. Em quả là cô gái xinh đẹp. Cảm ơn anh. Em có muốn đi chơi với anh không? Đi chơi à? Được ạ, nghe hay đấy. Ngày mai nhé. Vâng. Em sắp đi hẹn hò rồi. Ôi không. Phải xử lý ngay thôi. Về nhà nào. Chị sẽ phải nhanh tay. Ôi không. Tả tôi thế này sao mà đi hẹn hò đây. Đến salon thôi. Đã đến nước này thì đành dùng biện pháp mạnh. Xin lỗi nha. Không còn cách nào khác. Thế ghê quá đi. Bã kẹo dính vào một mớ tóc. Chắc là phải cắt phần này rồi. Eo ơi. Lại hói mất một mảng. Nhìn không ổn chút nào. Mình đã có cách rồi. Đừng lo nhé Barbie. Chị sẽ sửa xong ngay thôi. Chị hứa sẽ lắp lại sau. Bây giờ hãy rút một đoạn ribbon. Màu nào cũng được. Nhưng tối nay chị thích màu xanh dương. Chắc chắn màu này sẽ rất hợp với Barbie. Chị sẽ rút từng sợi mảnh như thế này. Kéo nào. Cảm giác đã quá đi mất.
cắt dài hơn tóc Barbie một chút nè. Sợi này chắc chắn sẽ che được mảng hói. Màu này đẹp dã man. Sẵn tiện phải sợi highlight luôn. Wow, rất hợp với em ấy. Xinh, đi hẹn hò thôi nào. Whoops, băng đô này, em lại hoàn hảo rồi. Đi thôi. Hả? Cậu ấy hẹn ở đây mà. Đâu rồi ta? Cho mình leo cây à? Gì kia? Bíp bíp, ta đến tìm Barbie. Bạn hẹn của em đến rồi. Kim, anh chạy đi. Tất nhiên rồi, người đẹp, đi thôi.